đi ra khu vực của Dũng cái xe nào, Dũng Trị Liên cái xe đấy, vẫn không biết xe đấy, tí là phải lấy xe đi. Chị nhá, nhiều hoa đẹp, nhiều hoa đẹp. Ra xem cây của anh Dũng này, rồi đấy vào cái đề này không biết bao tiền. Dũng bán bao tiền đấy nhỉ? Đề đỏ này, đề đỏ xịn luôn này. Đề này mới gọi là đề bồ đề thôi nhé, đề đỏ ấy, mà nó lên trên chậu lâu năm rồi. Đó. Cái bồ đề này hay này bác này. Đề đỏ đấy. Sao biết ai? Đề này đề xịn đấy. Đề chuẩn, đề xịn. Lại đề canh à, không phải đề hạt à? Cứ đề đỏ là được. Đề đúng đề gốc bồ đề nhà bên Ấn Độ. Dạ, chưa xong ạ. Một tí nữa chưa xong ạ. Vâng, đi tí ra cuối cái ngồi. Mấy anh em đang chờ mà kìa. Đỡ đâu cái đầu đông đông đấy. Vâng. Bán cây mà chạy đi đâu chả biết giá kiểu cả gì cả. Đấy, là có cây để ngày chắc giá căng đấy. Căng. Cây đề đỏ. Chắc giá căng đấy. Để được nữa. Đi biết hỏi sau thì phải vẫn đi làm rồi. Phân biệt đề nha các bác nhé. Đề đỏ thì lá nó đỏ rồi này, thì không nói cái gân ghiếc nó đỏ, cái thân cái da nó cũng đỏ, và cái lá của nó có cái đuôi rất là dài. Ê, chào ông. Dạ. Em vâng. Tên Tuyền đúng không? Dạ vâng. Anh thường ngày hàng xem dạ. Fan của em. Dạ, thấy cái bộ đề này hay. Thường được quá nhỉ. Đề đúng gốc Ấn Độ sang này. Chứ không phải đề trắng. Đề đỏ. Em vất vả quá nhỉ. Dạ. Tí lại phải chạy đi làm giờ. Dạ. Dạ. Khi cứ lang thang như thế này thôi. Đây, phục trực. Phục này cũng hay đấy. Phục điền này cũng hay. Bạn cây cũng đi đâu ấy. Cây mà đẹp thì tự tìm với chủ. Là gì thế? Mặt tiền này. Này chắc phải xử lý một chút. Này chắc cũng vời. Chắc phải quán lên để chụp. Cũng vời là phong cách là không bao giờ ngồi ở đây. Cứ đi lang thang. Bán thì lúc khác bán. Đó, nhiều khi muốn hỏi giá mà chả biết bao nhiêu đâu. Dạ. Mua đi nào. Cái đề ông Dũng không bảo bao tiền gì nhỉ? 5 triệu. Thế còn cây này chắc của ông vừa, hay của mình? 2,5 triệu. Cây xanh này. Cây trực của ông Dũng. 2,5 triệu. Gạo. Hoa hồ rộng. Đấy, thì được báo giá hộ. Báo giá hộ đấy. Trơn
chỗ là cái cây bồ đề này, cái dòng dõi của nó. Chắc tí nữa phải gọi ông giúp sau vậy. Chỉ gửi ở đây cây đấy thôi, bán thì bán thôi mà. Tôi lại sang khu vực cuối chợ tí nữa. Cuối chợ, cứ đầu chợ, toàn lại cuối chợ. Ổn hay. Lao này nhiều tiền không anh? 7 triệu. Đừng quay anh, phải quay cây, đừng quay người. Quay cây, quay cây thôi. Bắt đọc cái số của anh. Ai biết được? Thôi, không cần. 7 triệu. Đang có đại ca thích rồi, đang thích cây phi lao. Nhiều cây đẹp á. Mẫu đơn này hoa đẹp quá nhỉ. Mẫu đơn này lúc nào nó hoa. Bao tiền cây này đấy bác? 500. Trời thoải mái đẹp nhỉ. Hoa nhiều. Hoa màu màu hơi hồng hồng đẹp nhỉ. Hoa rất to. Cái này nó lâu rồi. Dòng hoa rất đẹp. Rất tươi. Đấy. Xanh xiết. Trong một cây mẫu đơn khá là ổn. Cây hoa. Đấy, cây này là cây 7 triệu, cây nào nhé. Để ra chỗ ông Hiển xem là có cây gì hay không. Hiển này. Ra chỗ bác Hiển. Cây rất hay nhé. Cây chai, rất nghệ thuật. Bao tiền anh? Đồng bảy. Đẹp nhỉ, nghệ thuật nhỉ. Hoa rực rỡ. Đồng bảy. Triệu bảy này. Để trong nhà thì tuyệt vời. Để cái bàn cái uống nước đẹp. Đẹp đấy. Chắc từ sáng rồi nhiều bác sờ cái này lắm rồi. Mày mồm. Rồi mồm. Lắm rồi. Bán hàng. Bây giờ ông cũng sinh, ông đang quay bên kia, ông nói nhiều. Với ông cũng đi làm phóng sự. Tôi chỉ có đi mua anh em và đi múc cây thôi. Không nói nhiều. Những người làm cây với những người đi làm phóng sự nó khác nhau các bác. Đúng rồi. Sung này đẹp hết anh nhỉ. Bao tiền cái này này? Hay lựa. Xinh đẹp.
hỏi chơi vui thôi. Sim này bao nhiêu quả này, bao nhiêu quả sim, quả đấy, có hoa rồi, quả. Ok, cảm ơn các bác. Để cho nhiều nước tào lao.